X51 Story mến chào quý thính giả. Chúa Trịnh Tùng là con trai thứ của Trịnh Kiểm, mẹ ông là bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo. Tuy bà Ngọc Bảo chỉ là vợ lẽ của Trịnh Kiểm, nhưng bà lại là con gái trưởng của Chiêu Huân Tĩnh Công Nguyễn Kim, tức Thủy Tổ của triều đại nhà Nguyễn sau này. Trước kia Nguyễn Kim là người đi đầu trong việc trung hưng nhà Lê. Sau khi Kim chết, năm 1545, Trịnh Kiểm là con rể đã giành hết binh quyền, giết con của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông và đẩy Nguyễn Hoàng gia Thuận Hóa. Từ đó chính sự trong nước về tay Trịnh Kiểm, đó là nền móng của chính quyền các chúa Trịnh về sau. Ông chào đời vào ngày 12 tháng 11 âm lịch năm Canh Tuất, niên hiệu Thuận Bình thứ hai, tức năm 1550, tức 19 tháng 12 năm 1550 dưới triều Trung Tông nhà Lê, Tuyên Tông nhà Mạc tại Thanh Hóa. Ông được sử gia đánh giá là gian hùng khuynh đảo triều chính nhà Hậu Lê, đồng thời cũng nhà chính trị gia, nhà quân sự kiệt xuất, quyền thần tiêu biểu của nhà Hậu Lê trong thời kỳ Trung Hưng. Trong lịch sử Việt Nam, ông là người giết nhiều vua nhất, bao gồm hai vị vua Lê mà mình phò tá và hai vua Mạc. Tháng 4 năm 1565, Trịnh Tùng cùng anh trai là Trịnh Cối theo Trịnh Kiểm tiến đánh phủ Trường Yên của nhà Mạc. Trong trận này, quân Lê Trịnh giành được ưu thế ban đầu, nhưng sau đó Mạc Kính Điển dùng mưu lẻn vào đánh úp Thanh Hóa đang trống không, khiến Trịnh Kiểm phải rút quân về. Năm 20 tuổi, tức năm 1568, Trịnh Tùng được nhận phong Phúc Lương Hầu, đặc ân cho đeo ấn Bình Đông, mở phủ riêng. Ông là người tài đức, anh hùng nhất đời, có thể nối được chí cha, giúp nên nghiệp đế. Từ mùa đông năm 1569, Trịnh Kiểm già yếu, dâng biểu xin chí sĩ. Lê Anh Tông có chiếu cho con trưởng là Tuấn Đức Hầu Trịnh Cối do bà chính phu nhân Lại Thị Ngọc Trân sinh ra, giữ binh quyền. Ngày 24 tháng 3 năm 1570, Trịnh Kiểm bệnh nặng rồi mất, nhà vua đưa Trịnh Cối lên thay, quản lĩnh quân đội. Từ sau khi lên nắm quyền, Trịnh Cối sa vào tửu sắc, không quan tâm đến công việc, khiến các tướng dưới quyền bất mãn. Cối lại có ý cướp binh quyền của Tùng. Vì thế ngày 6 tháng 5 năm đó, các tướng Lê Cập Đệ, Trịnh Vĩnh Thiệu, Phan Công Tích và Trịnh Bách đang đêm dẫn thủ hạ tới đầu quân cho Trịnh Tùng. Tùng chớp được cơ hội, cùng bọn Cập Đệ đến chỗ anh Tông Tuấn Hoàng Đế, An Trường, giữa đường gặp Nghĩa Quận Công Đặng Huấn cũng ép phải đi theo. Khi vào yết kiến, Tùng khóc nói rằng, anh thần là Cối đam mê tửu sắc, làm nhiều việc mất lòng người, chẳng sớm thì chay tất đến loạn mất. Nay Cối lại định tước đoạt số quân của thần, nên bọn thần đang đêm phải chạy đến gieo mình ở cửa cung khuyết, đau xót báo tin, xin thánh thượng thương tình thu nạp. Rồi đưa hoàng đế vào phía trong cửa ải vạn lại, chia quân phòng giữ các nơi hiểm yếu. Ngày 7 tháng 5, Trịnh Cối cùng Lại Thế Mỹ, Lại Thế Khanh, đem quân tới đánh. Hai bên kình nhau mấy ngày không phân thắng bại. Lê Anh Tông sai sứ sang chiêu dụ hai bên giảng hòa nhưng không có kết quả. Lại Thế Mỹ đưa quân đánh vào vạn lại hòng bắt nhà vua. Hai bên đánh nhau mấy ngày, bản thân Trịnh Cối nhận thấy thất lợi, bèn lui biện dinh, bố trí các tướng chống giữ các nơi. Ngày 15 tháng 9, Mạc Kính Điển, phụ chính của nhà Mạc, được tin Nam Triều có loạn, liền đem 10 vạn quân đánh xuống Thanh Hóa. Trịnh Cối không chống nổi, liền đem vợ con hàng họ Mạc. Ngày 20 tháng 9, vua Lê Anh Tông sắc phong Trịnh Tùng làm Trường Quận Công, tiết chế các dinh thủy bộ, cầm quân đánh giặc. Trịnh Tùng hội các tướng, lập lời thề rồi chia quân đóng giữ các cửa lũy, đào hào, dựng rào, đặt quân mai phục, giữ chỗ hiểm yếu để phòng ngừa quân Mạc. Mùa đông năm đó, Kính Điển thừa thắng tấn công vào An Trường, quan quân phải lui về thế thủ. Lê Cập Đệ cho xây thành giả để đánh lừa quân giặc. Kính Điển đốc thúc quân đánh gấp. Quân Nam Triều thường nhân ban đêm tập kích khiến quân Mạc rơi vào thế bị động, sau đó thua liên tục. Đến cuối năm thì Kính Điển phải lui hẳn về Bắc do thiếu lương thực. Thời điểm này nhà Mạc được gọi là Bắc Triều, còn nhà Lê Chúa Trịnh được gọi là Nam Triều. Mùa xuân năm 1571, vì công đánh đuổi quân Mạc, Trịnh Tùng được nhận phong thái úy trường quốc công, nắm giữ binh quyền Nam Triều. Sau đó, vì Vi Quận Công Lê Khắc Thận chống lại Trịnh Tùng, vượt lũy về hàng họ Mạc, Trịnh Tùng bèn cho bắt ba người con của Khắc Thận đem giết chết. Bấy giờ Thái Phó Đoan Vũ Hầu Lê Cập Đệ có ý khác, mưu giết Trịnh Tùng để đoạt bạt quyền. Có lần Cập Đệ dụ tả tướng ra sông để tìm cách giết, nhưng việc không thành. Trịnh Tùng biết Cập Đệ có ý chống lại mình, nhưng bề ngoài vẫn đối xử tử tế mà bên trong ngầm tính kế hoạch tiêu diệt ông ta. Ngày 25 tháng 12 năm 1572, nhân lúc Cập Đệ tới chỗ mình, Tùng bí mật sai đao phủ phục sẵn. Đến đó thì xông ra giết chết, lại chu di cả họ của Cập Đệ, nói là do Cập Đệ mưu phản, nên nhà vua sai giết đi. Vua Lê Anh Tông trước kia có ý dựa vào Cập Đệ để chống Trịnh Tùng, đến đây bị mất đi chỗ dựa. Bọn Cảnh Hấp, Đình Ngạn nói với vua về việc chuyên quyền của Tùng. Nhà vua có ý nghi ngờ, đương đêm đem 4 hoàng tử Bách, Lựu, Ngạnh, Tùng chạy về Nghệ An. Trịnh Tùng bàn với các tướng rằng, nay vua nghe lời rèm của kẻ tiểu nhân, phút chốc khinh suất đem ngôi báu xuôi giạt ra ngoài. Thiên hạ không thể một ngày không có vua, bọn ta và quân lính sẽ lập công danh với ai được. Chi bằng trước hết hãy tìm hoàng tử lập lên để yên lòng người, rồi sau sẽ đem quân đi đón vua cũng chưa muộn.
Trịnh Tùng bèn cho người đón hoàng tử thứ năm là Lê Duy Đàm đang ở xã Quảng Thi, huyện Thụy Nguyên về tôn làm vua, tức là Lê Thế Tông. Trịnh Tùng lại sai Dương Quẫn Công Nguyễn Hữu Liêu ra Nghệ An đón anh Tông. Anh Tông lánh ra ruộng mía, nhưng cũng bị bắt được, đưa về Thanh Hoa. Ngày 23 tháng 2 năm 1573, Bảng Quận Công Tống Đức Vị Ngầm giết vua ở huyện Lôi Dương rồi phao tin rằng vua thắt cổ chết. Trịnh Tùng tự phong thêm cho mình làm đô tướng tiết chế các doanh quân thủy quân bộ ở các xứ kiêm giữ việc quân việc nước quan trọng. Phàm các sự vụ cơ mật quốc gia đều tự Trịnh Tùng quyết định cả. Trịnh Tùng lại dùng Vũ Công Kỷ làm hữu tướng, bọn Hoàng Đình Ái, Vũ Sư Thước và Nguyễn Hữu Liêu làm thái phó, và phong tước quận công cho bọn Trịnh Đỗ, Phạm Văn Khoái và Hà Thọ Lộc. Trước sự chuyên quyền của Trịnh Tùng, năm 1574, các tướng Trịnh Vĩnh Thiệu, Trịnh Bách và Lương Quận Công lại mưu làm đảo chính để giết ông, song việc bị phát giác, cả ba người đều bị nhốt vào tù. Bà Thái Phi Ngọc Bảo, mẹ của Trịnh Tùng, ra sức kêu xin cho họ nên ba người được khỏi chết nhưng bị tước binh quyền. Cuối năm 1583, sau khi củng cố lực lượng, Trịnh Tùng, sau khi thắng Trịnh Cối được vua Lê Anh Tông phong làm tiết chế trưởng quốc công, quyết định đem quân đánh ra Bắc, bắt quân nhà Mạc đổi thế công sang thế thủ. Năm 1591, Trịnh Tùng thống lĩnh 7 vạn quân kéo ra Bắc. Được tin, Mạc Mậu Hợp cũng tự dẫn 10 vạn quân đến đánh nhau với quân Trịnh. Quân Trịnh đánh rất hăng, quân nhà Mạc thua to, chết hàng vạn người. Mạc Mậu Hợp bỏ chạy về kinh thành Thăng Long, Hà Nội. Trịnh Tùng đuổi theo nhưng gặp Tết Nguyên Đán nên dừng lại cho quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Vào năm Nhâm Thìn, tức 1592, ăn Tết xong, Trịnh Tùng đốc thúc tướng sĩ đánh thành Thăng Long. Quân Mạc không giữ được thành, Mạc Mậu Hợp phải chạy trốn. Trịnh Tùng sai người san phẳng thành lý rồi cho rút quân về vì đất căn bản của Mậu Hợp là phía đông bắc. Nay tuy bại trận ở đây nhưng viện binh ở các nơi khác hãy còn nhiều, theo Đại Việt Thông Sử. Mạc Mậu Hợp do nỗi buồn thất trận nên chìm đắm trong ma men và vì vậy đã phạm phải sai lầm chết người. Mậu Hợp thấy vợ của tướng Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên xinh đẹp nên muốn chiếm làm vợ, tìm cách giết chết Văn Khuê. Nguyễn Thị Niên nói cho chồng biết, Bùi Văn Khuê lo sợ đưa vợ về giữ đất Gia Viễn, sai con trai trốn vào Thanh Hóa xin hàng vua Lê. Trịnh Tùng thuận cho và biết chắc chắn mình sẽ đại thắng, bởi Bùi Văn Khuê là tướng thủy quân giỏi nhất bên Mạc, nay đã quy thuận thì nhà Mạc không còn chỗ dựa về thủy quân nữa. Trong năm 1592, Trịnh Tùng phát động nhiều cuộc tấn công vào thủy quân nhà Mạc và giành nhiều thắng lợi. Mạc Mậu Hợp liên tiếp thất bại nên bỏ chạy về Hải Dương. Thăng Long lại rơi vào tay quân Trịnh. Mạc Mậu Hợp trao ngôi vua cho con trai rồi tự mình dẫn quân đi đánh Trịnh Tùng, quyết một trận được mất. Trịnh Tùng sai tướng chặn đánh Mạc Mậu Hợp. Mậu Hợp thua to phải bỏ thuyền chạy lên bộ, ẩn trong một ngôi chùa tại Phượng Nhãn. Trịnh Tùng sai người tìm bắt được, giải Mạc Mậu Hợp về Thăng Long. Bắt được Mạc Mậu Hợp rồi, Trịnh Tùng ra lệnh treo sống 3 ngày. Sau đó chém đầu tại bến Bồ Đề, cho đóng đinh vào hai mắt rồi bêu đầu ở chợ Thanh Hóa sau khi làm lễ hiến phù, dâng chiến công, vua Lê. Không lâu sau, mùa xuân năm 1593, Mạc Kính chỉ là con của Mạc Kính Điển tập hợp được 6, 7 vạn quân, lên ngôi vua ở xã Nam Giản, huyện Chí Linh, cải nguyên là Bảo Định, Mạc Toàn và nhiều bề tôi dẫn nhau đến quy phục. Trịnh Tùng được tin, sai Nguyễn Thất Lý, Bùi Văn Khuê và Ngô Đình Nga tiến đánh, bị bại trận, Thất Lý chết trận, Đình Nga bị thương nặng, các huyện ở Hải Dương và Kinh Bắc lại quy phục họ Mạc. Trịnh Tùng sợ để lâu sinh biến, liền sai Hoàng Đình Ái dẫn lực lượng lớn đi tiếu phạt tiến đến Cẩm Giàng. Kính chỉ dốc hết quân ra giữ Thanh Lâm, lấy một dãy Hàm Giang làm chỗ phân chia Nam, Bắc. Hai bên luôn luôn huy động quân đội để chống giữ, lâu ngày không phân thắng bại, đến nỗi không lúc nào dám cởi bỏ áo giáp. Ở Thanh Lâm, Kính chỉ lại đắp thêm hào lũy theo dọc ven sông để cho sự phòng thủ được bền vững. Trước tình hình đó, Trịnh Tùng đích thân dẫn quân qua sông Nhị, đêm ngày đi gấp đường, đến Cẩm Giàng, cử Hoàng Đình Ái thống lãnh tướng sĩ Cát Dinh, tiến đến Thanh Lâm để đánh vào phía Hạ Lưu, Trịnh Tùng thân đốc đại binh để đánh phía Thượng Lưu, Nguyễn Hữu Liêu thống xuất quân thủy để bao vây và đón chặn đường đi cửa của quân Mạc. Quân Mạc tan vỡ, Kính chỉ và thân thuộc trốn vào trong núi. Quân Lê Trịnh đuổi theo Đông Triều, bắt được bọn An Sơn Vương Kính Thành, Hoàng Lượng Công Lý Hữu đều giết chết. Lại lùng bắt và tóm được bọn Kính chỉ cùng Kính Phu, Kính Thận, Kính Giản, Kính Tuân, đều là con của Mạc Kính Điển. Hơn 60 người tại Tân Manh, rồi giải về bến cỏ đem sự rảo hình, treo cổ. Riêng Mạc Kính chỉ bị chém đầu, lấy thủ cấp đem bêu ở Thanh Hóa. Nhà Mạc kể từ Thái Tổ Mạc Đăng Dung lên ngôi năm 1527 đến đây thì tan rã sau 67 năm. Trịnh Tùng cho sửa sang cung điện trong kinh thành, một tháng thì hoàn thành, bèn sai Thái Phó Dương Quốc Công Nguyễn Hữu Liêu đến Tây Đô đón xa giá về kinh. Mùa hạ năm đó, Lê Thế Tông đến Kinh Đô. Ngày 16 tháng 5, vua ngự ở tòa chính điện, nhận lễ mừng của bách quan, đại xá thiên hạ, gia phong cho những ai có công.
Nhà Lê kể từ khi mất ngôi năm 1527 đến đây mới được trở về chốn xưa, nhưng vị thế đã không còn được như trước nữa. Ngày 11 tháng 5 năm 1599, Trịnh Tùng ép vua Lê Thế Tông phong cho mình làm đô nguyên soái tổng quốc chính thượng phụ Bình An Vương, là chức quan cao nhất trong triều, chỉ đứng sau vua. Vua bất đắc dĩ phải y cho, sai Hoàng Đình Ái đem sách thư phong Tùng làm Bình An Vương, ban cho Ngọc Toản, Mao Tiết, Hoàng Việt. Ông nhận sách phong xong vào triều lại tạ vua Lê, rồi về phủ chúa nhận lễ bái mừng của trăm quan, bèn mở tiệc lớn và đem tiền, lụa ra thưởng cho mọi người, kẻ nhiều người ít khác nhau. Nghiệp vương của họ Trịnh bắt đầu từ đấy. Uy quyền họ Trịnh bấy giờ rất lớn, nếu muốn lật đổ nhà Lê cũng không khó gì, nhưng trước sau Trịnh Tùng vẫn không dám cướp ngôi vua, là vì ở phía Bắc sợ có nhà Minh sinh sự, lại có họ Mạc còn giữ đất Cao Bằng. Nếu tiếm ngôi thì e quân nghịch nổi lên lấy phủ Lê thảo Trịnh làm cớ. Từ đó sự nghiệp của chú Trịnh ở đàng ngoài chính thức bắt đầu. Vua Lê Kính Tông tên thật là Duy Tân, con thứ của Lê Thế Tông, lên ngôi năm 1600. Vua là người, tướng mạo hùng vĩ, nối ngôi giữ nghiệp mà trong nước bình yên, nhưng lại riêng nghe mưu gian, đến nỗi có việc chẳng lành, thực rất đáng thương, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đoạn chép trên của chính sử nhà Lê đã nói về số phận của ông vua đáng thương này. Lê Kính Tông thấy Trịnh Tùng lấn lướt vua ngày một quá đáng nên không chịu nổi. Vua biết Trịnh Xuân, con thứ Trịnh Tùng, muốn cướp ngôi của cha nên bàn với Trịnh Xuân mưu giết cha, xong rồi vua sẽ trao quyền cho Trịnh Xuân. Thực chất, hành động này của Lê Kính Tông quá dại dột và quá ngây thơ. Trịnh Xuân với thế lực của mình không thể lật đổ được Trịnh Tùng. Cho dù có làm được thì sau này Trịnh Xuân sẽ lại lộng quyền, thậm chí còn hơn cả cha, sẽ bất lợi hơn rất nhiều cho Lê Kính Tông và cả cơ nghiệp nhà Lê. Nhưng sự bồng phát trong ý nghĩ đã biến thành sự thật khiến nhà vua quyết định mượn tay con để giết cha. Trịnh Xuân nghe theo sự sắp xếp của Lê Kính Tông, cho quân mai phục sẵn hai bên đường chờ Trịnh Tùng đi xem bơi thuyền về qua sẽ nổ súng tiêu diệt. Khi Trịnh Tùng đi qua, súng nổ nhưng chỉ trúng con voi Trịnh Tùng đang cưỡi. Thoát chết, Trịnh Tùng tra hỏi mới biết đó là ý định của nhà vua. Không còn cách nào khác, Trịnh Tùng buộc phải loại ông vua này. Ngày 12 tháng 5 năm 1619, Trịnh Tùng cho người bức vua thắt cổ chết rồi truy tôn miếu hiệu là Kính Tông Huệ Hoàng đế, táng ở Lăng Hoa Loan. Lê Kính Tông chẳng ngờ rằng mình lại có kết cục bi thảm giống như ông nội trước đó hơn 40 năm. Tháng 7 năm 1623, Trịnh Tùng phát bệnh kiết lỵ rất nặng, nằm ngồi không yên, bỏ cả ăn uống, thân thể suy nhược, chân tay không nhấc lên được. Ông sai mời các lương y, thầy phép, tăng nhân, đạo sĩ khắp nơi trong nước về bốc thuốc chữa trị, lập đàn cầu cúng, nhưng bệnh tình vẫn ngày càng trầm trọng, thuốc men đều không khỏi. Vương rất lo buồn nhưng chỉ yên lặng ứa nước mắt mà thôi. Bèn cùng các quan văn võ mưu tính chọn thế tử. Vì con trưởng của chúa là Tín Lễ Công Trịnh Túc mất sớm, nên vương tử thứ hai là Trịnh Tráng được phong làm Thanh Quận Công, đảm nhận chính vụ trong phủ đã lâu, là ứng cử viên sáng giá nhất để ngôi chúa. Ngày 14 tháng 7, theo đề nghị của các quan, Bình An Vương lấy vương tử Thanh Quận Công Tráng giữ binh quyền, Vạn Quận Công Xuân làm phó giữ binh quyền. Trịnh Xuân không chịu và tiến hành nổi loạn. Ngày 15 tháng 7, Xuân cùng quận biện đem quân vào phủ. Quân túc vệ kinh hãi chạy tán loạn. Bình An Vương trong lúc thần trí mơ hồ, thấy quân tiến vào, thì gượng ngồi dậy, dùng kim thương mà đâm bừa. Quân lính không dám đến gần, lại vào kho vải, lấy vải vứt đầy trước mặt Trịnh Tùng, rồi đặt ông lên võng đưa ra ngoài cửa phủ. Trịnh Tùng trông thấy Xuân giận quát mắng. Mày sao nỡ làm thế, đạo làm con để đâu? Trịnh Xuân kinh sợ, rút quân ra ngoài thành, cướp lấy voi, ngựa, của báu, rồi nhân đó vung lửa đốt. Đô thành đại loạn. Còn Trịnh Tráng nghe có loạn, không biết tin tức về cha mình, bèn sai em là Trịnh Giai rước nhà vua về Ninh Giang, còn mình tự lưu lại ở Nhân Mục, hội họp các quan văn võ cùng bọn Nguyễn Văn Giai bàn bạc việc quân. Về phía chúa, hầu hạ và bảo vệ ở bên cạnh chỉ có quận nhạc Bùi Sĩ Lâm, Văn Thùy Hầu Phùng Văn Minh cùng Đường Thọ Hầu. Trịnh Tùng bảo bọn Sĩ Lâm đưa mình ra khỏi kinh sư đóng ở sứ quán bạc phường Hồng Mai, huyện Thanh Trì. Rồi sai Sĩ Lâm đưa mình về dinh của người em là Trịnh Đỗ. Đỗ sai cơm nước hầu hạ và cho con là quận Thạc đến rước Thanh Quận Công Trịnh Tráng, nhưng Tráng nghi ngờ quận Thạc có mưu đồ khác nên không đi. Đỗ sai quận Thạc đến chỗ Xuân nói dối là muốn trao binh quyền. Xuân hí hửng cùng mấy chục người vào yết kiến, miệng ngậm cỏ phù phục ở sân, Đỗ bèn sai dũng sĩ bắt lấy. Trịnh Tùng gượng bệnh ngồi dậy, kể tội nhưng chưa giết và sai giam cùm lại để đợi giao cho luận tội. Trịnh Đỗ giả lệnh của Trịnh Tùng, sai Bùi Sĩ Lâm chặt chân của Xuân cho đến chết. Trịnh Tùng thấy Xuân chết, trong lòng xúc động. Ngày 16 tháng 7, buổi sớm, ông được Sĩ Lâm cùng 60 quân hộ vệ còn lại hộ tống đi đón Trịnh Tráng, nhưng đến chùa Thanh Xuân, huyện Thanh Oai thì chúa mất. Thế tử Thanh Quận Công Trịnh Tráng nối ngôi, tức là Văn Tổ Nghị Vương. Theo Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí của Nguyễn Khoa Chiêm, thì ngày cuối cùng của Trịnh Tùng thê thảm hơn nhiều,
ông chỉ nằm vật vờ trên giường không thể nói chuyện được, và tất cả mọi âm mưu, kể cả việc giết Trịnh Xuân, đều do cha con Trịnh Đỗ chủ mưu. Trịnh Đỗ còn có ý dụ tất cả các vương tử vào nhà của mình rồi giết cả đi, để chiếm ngôi chúa. Nhưng Trịnh Tráng đoán biết được âm mưu đó, nên việc không thành. Về sau Trịnh Tráng rời vua Lê Thần Tông ra Thanh Hóa, con chúa đang nằm hấp hối thì bị đưa ra khỏi cung điện, rồi chết dọc đường. Cha con Trịnh Đỗ bỏ xác ông lại trên cầu, may nhờ có viên hoàn quan là Thái Bảo Nhạc Quận Công, tức Bùi Sĩ Lâm, đem thi hài của ông xuống thuyền, chuyển đến chỗ Trịnh Tráng, khi đó mới làm lễ phát tang. Cha con Trịnh Đỗ sau đó lại xin quy phục Trịnh Tráng và được giữ nguyên các chức tước, không bị truy tội gì cả. Chúa Trịnh Tùng ngự trị ở Thăng Long 33 năm nữa, tổng cộng cả quang đời chinh chiến lẫn hòa bình, Trịnh Tùng cầm quyền 53 năm, khi mất đa 74 tuổi. Đến năm 1624, vua Lê Thần Tông truy phong cho ông là Cung Hòa Khoan Chính Tiết Vương. Đến ngày 23 tháng 11 năm 1643, ông được đặt miếu hiệu là Thành Tổ. Ông đã kết thúc mỹ mãn sự nghiệp trung hưng đầy gian truân, ca khúc khải hoàn, đưa vua Lê trở lại ngai vàng nơi đế đô Thăng Long. Là người mở nền, thái bình cho trăm họ, an dân, dựng lại nguyên khí Đại Việt sau gần 100 năm lầm than, suy kiệt. Uy danh của Bình An Vương Trịnh Tùng không những lừng lẫy trong nước, mà vang dội đến Trung Quốc. Vua nhà Minh cử sứ thần là Vương Kiến Lập sang Đại Việt tặng Bình An Vương Trịnh Tùng 8 chữ vàng, quang hưng tiền liệt, đinh quốc nguyên huân và ban đai ngọc mũ sung thiên, ngựa tốt, đồng thời ca ngợi Trịnh Tùng là chân anh hùng và tặng tôn hiệu Đại Nguyên Soái. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.